Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Siêu bão số 3 mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 đang áp sát vịnh Bắc Bộ. Theo bản tin khẩn cấp mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hồi 4 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3, tên quốc tế là bão Iagi, ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 620 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 4 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 13-14, giờ cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa 6 tháng 9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ đêm 6 tháng 9 và gần sáng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, vùng gần tâm siêu bão 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 mét, sau tăng lên từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 mét. Từ đêm 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau tăng lên từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Hải Phòng và Thái Bình di rời hàng chục ngàn hộ dân để tránh bão số 3. Tối 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã họp với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện để nghe công tác phòng chống bão số 3, bão Iagi. Sau khi nghe báo cáo về các vị trí xung yếu, việc chuẩn bị nguồn lực phục vụ phòng chống bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động về phương án đưa người ra khỏi khu chung cư cũ và sẽ đến ở tạm một số khu chung cư đủ điều kiện và một số trường học do các địa phương bố trí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định di rời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão. Công tác này sẽ được triển khai từ trưa 6 tháng 9. Tại các trường học được trưng dụng để phòng chống bão, học sinh được nghỉ học từ trưa cùng ngày. Ngày 7 tháng 9, toàn bộ học sinh trên địa bàn được nghỉ học. Các địa phương có các hộ dân sống trên các lồng, bè đều phải đưa vào nơi trú ẩn an toàn. Dự kiến trưa 6 tháng 9, thành phố Hải Phòng sẽ cấm biển. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, tính đến 14:30 ngày 5 tháng 9, các địa bàn xung yếu gồm huyện Bạch Long Vĩ, huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn và các địa phương khác đã huy động các lực lượng để triển khai các phương án đưa tàu thuyền neo đậu an toàn, chăng chống nhà cửa và xây dựng phương án bảo vệ an toàn về người và tài sản. Hiện, trên địa bàn huyện Cát Hải còn 2.077 khách du lịch, 1.499 khách quốc tế, 578 khách trong nước, tại quận Đồ Sơn có 200 du khách. Tất cả du khách tại hai địa phương đều được thông báo về tình hình cơn bão. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước bão, tỉnh Thái Bình sẽ di rời khẩn cấp hơn 18.600 người dân từ 7.700 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà yếu trước 18 giờ ngày 6 tháng 9. Đồng thời, hơn 2.900 lao động đang làm việc tại các chòi canh nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển cũng được yêu cầu vào đất liền để tránh bão. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ninh đã di rời khẩn cấp hơn 3.000 người đang làm việc tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, địa phương này đang khẩn trương xây dựng phương án di rời, ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế tại các khu vực nuôi trồng thủy sản khác, dự kiến hoàn thành trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Ngày 6 tháng 9, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm biển từ lúc 11 giờ, trong khi tỉnh Thái Bình cấm biển từ 5 giờ. Đóng cửa 4 sân bay do bão số 3.
Chiều ngày 5 tháng 9, tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Đinh Việt Thắng chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về triển khai phương án phòng chống ứng phó cơn bão số 3, bão Iagi. Tham dự cuộc họp có đại diện các tổng công ty, Cảng Hàng không Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam, các cảng hàng không quốc tế, Nội Bài, Vân Đồn, các cảng hàng không, Cát Bi, Điện Biên, Thọ Xuân, Vinh, Cảng vụ hàng không miền Bắc và các phòng chức năng của Cục Hàng không. Căn cứ thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2024 về ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Iagi, nhận định đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, có khả năng ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại các cảng hàng không, sân bay. Sau khi thảo luận, nghe các đơn vị báo cáo, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã yêu cầu tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại một số cảng hàng không, sân bay theo giờ địa phương. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay từ 4 giờ đến 16 giờ ngày 7 tháng 9. Tại Cảng Hàng không Cát Bi, tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay từ 5 giờ đến 16 giờ ngày 7 tháng 9. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngừng tiếp thu, khai thác máy bay từ 10 giờ đến 19 giờ ngày 7 tháng 9. Tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, ngừng tiếp thu, khai thác máy bay từ 12 giờ đến 22 giờ ngày 7 tháng 9. Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành và điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn. Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không theo quy định. Ứng phó siêu bão Iagi, Thanh Hóa cấm biển từ trưa 6 tháng 9. Chiều 5 tháng 9, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn về công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 3, siêu bão Iagi sắp đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ. Công điện yêu cầu cấm biển từ 12 giờ ngày 6 tháng 9. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức theo dõi, kiểm đếm, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn. Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi và đến khi bão tan. Theo báo cáo nhanh, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.116 phương tiện, 19.901 lao động nghề biển, hoạt động trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Biển Đông và tỉnh Thanh Hóa. Đến trưa 5 tháng 9, Thanh Hóa vẫn còn 882 phương tiện tàu thuyền với 5.350 lao động hoạt động trên biển. Tất cả các tàu, thuyền đã nhận được thông báo và đang tìm nơi tránh trú bão. Cũng theo báo cáo, đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã thu hoạch 10.069,2 ha lúa, đạt gần 9%, thu hoạch 861,9 ha ngô, đạt gần 7%, thu hoạch 1.800,4 ha rau đậu, đạt gần 13% diện tích gieo trồng mỗi loại. Để ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tuyến biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú, quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khách du lịch lưu trú trong thời gian bão đổ bộ. Chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu do mưa lớn, nước biển dâng, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công, các vị trí bờ biển đang có diễn biến sạt lở, xâm thực, cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở, biển hiệu, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các công trình cột tháp cao, hệ thống lưới điện. Bão số 3 rất mạnh, hoàn lưu rộng, mưa rất to. Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều mùng 5 tháng 9, bão số 3 ở trên khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 420 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 16, cấp siêu bão giật trên cấp 17. Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định, bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho tới khi vào đến vùng ven biển phía đông đảo Hải Nam. Sau đó bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14 giật cấp 16. Khi ảnh hưởng đến đất liền, cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14. Dự báo khoảng đêm mùng 6 tháng 9, bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khoảng chiều đến đêm mùng 7 tháng 9, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, sau đó di chuyển sang phía tây Bắc Bộ và suy yếu.
Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều mùng 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm mùng 6 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm, các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 100 đến 150mm. Từ chiều ngày 7 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Quy rõ trách nhiệm nếu sai sót trong ứng phó bão. Lắng nghe ý kiến của cơ quan thường trực, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh các bộ ngành địa phương chỉ còn chưa đầy một ngày để chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó. Do đó, ngay từ bây giờ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi phải ưu tiên những việc giúp ích trực tiếp cho người dân, nhất là tại vùng tâm bão đi qua, tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Theo người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, người dân cần cập nhật định kỳ thông tin về bão số 3. Riêng trong ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9, đề nghị mọi người trong vùng hoàn lưu bão ở nhà tránh ra đường. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết sau 10 năm, đồng bằng sông Hồng lại đón một cơn bão rất lớn. Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan và đơn vị cần hành động nhanh chóng và chuẩn bị tốt để ứng phó kịp thời với tình hình bão. Bão số 3 hiện đã trở thành siêu bão với phạm vi ảnh hưởng rộng, nên Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo thêm các địa phương hành động khẩn trương. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu làm tốt công tác dự báo, nhất là việc thông tin cho người dân để công tác ứng phó có hiệu quả. Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai lưu ý thêm về dự báo thủy văn, bởi đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới hướng di chuyển, tốc độ cũng như hoàn lưu của bão. Cùng với đó là sự phối hợp giữa các lực lượng liên quan, các bên đều có phân công nhiệm vụ rõ ràng, các cấp từ lãnh đạo đều phải nêu cao tinh thần chủ động, sai ở đâu phải quy rõ trách nhiệm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Hoàn lưu bão số 3 với sức gió mạnh, tầm ảnh hưởng rộng cũng là vấn đề được Phó Thủ tướng lưu tâm, bởi khi ấy tình trạng ngập úng, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan khí tượng gấp rút làm bản đồ về lũ, gửi cho địa phương, tránh ảnh hưởng đến các công trình giao thông. Phó Thủ tướng đồng tình với phương châm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thành lập đoàn trực tiếp thị sát các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan thường trực phối hợp chặt với địa phương, giúp người dân phòng ngừa, tránh tổn thất về tài sản cũng như con người khi ứng phó với bão số 3. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cơ quan thường trực ứng phó bão số 3 cho biết, 51.000 tàu cá và hơn 90.000 người đã được thông tin về tình hình diễn biến của bão số 3. Các phương tiện đang di chuyển tránh trú về nơi an toàn. Từ ngày mai, mùng 6 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ cấm biển, riêng Ninh Bình cấm biển từ hôm nay. Nguy cơ tàn phá của bão số 3 là rất cao, ông Luận nhấn mạnh. Một vấn đề được ông Phạm Đức Luận lưu ý là có tình trạng lơ là chủ quan với ứng phó bão ở một số bộ phận người dân địa phương. Vì vậy, ông kêu gọi bà con kiên quyết không ở lại lồng bè khi có bão đổ bộ vào bờ. Siêu bão Yagi dự báo đổ bộ Quảng Ninh, Nam Định, miền Bắc mưa lớn đến 500mm. Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo về cường độ cũng như dự kiến vùng đổ bộ của siêu bão số 3 bão Yagi khi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vào 14 giờ 30 phút chiều nay ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai với các bộ ngành địa phương để triển khai công tác ứng phó với siêu bão số 3, tên quốc tế bão Yagi. Theo bản tin khẩn cấp mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tương đương 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Trong báo cáo phục vụ cuộc họp, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, siêu bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 150 km, vùng gió mạnh cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão.
Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định, bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi vào đến vùng ven biển phía đông đảo Hải Nam. Sau đó bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Khi ảnh hưởng đất liền, cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14. Cơ quan khí tượng nước ta cho biết qua hiệp thương với các cơ quan khí tượng Trung Quốc và thực hiện việc trao đổi nghiệp vụ với Trung tâm Dự báo bão của Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông. Sáng nay ngày 5 tháng 9, quan điểm thống nhất trong phiên trao đổi cho thấy, bão Yagi dự kiến sẽ có cường độ gió cuối cấp 12 ngay trước khi đổ bộ vào gần Việt Nam, sau đó tốc độ gió dự kiến sẽ giảm nhanh sau khi đổ bộ. Mặc dù tốc độ gió bão được dự báo sẽ giảm nhanh sau đổ bộ, nhưng hoàn lưu bão số 3 gây mưa rất lớn trên diện rộng, ngay cả khi tâm bão không đổ bộ vào Việt Nam. Dự báo bão số 3 sẽ duy trì cấp 16 giật trên cấp 17, cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía đông của đảo Hải Nam. Dự báo khoảng đêm mùng 6 tháng 9, bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khoảng chiều và đêm ngày mùng 7 tháng 9, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ. Từ chiều mùng 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14 giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, vùng gần tâm bão từ 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Từ đêm mùng 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 mét, sau tăng lên từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 mét. Từ gần sáng ngày mùng 7 tháng 9, vùng biển ven bờ, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau tăng lên từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1,8 m, Quảng Ninh từ 1,5 đến 1,8 m, Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2 đến 1,5 m, Nam Định và Ninh Bình từ 0,8 đến 1,2 m, Thanh Hóa từ 0,5 đến 1 m. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9 đến 11. Dự báo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.